Today we'll leave Seoul for Nami Island. Hôm nay bọn mình sẽ đi chơi đảo Nami. Bữa trưa rồi nên là bọn mình sẽ vào quán ăn. We go to one Takalbi restaurant in Nami and start the lunch first. Vì cái món gà xào bánh gạo cùng với cả rau nó sẽ hơi mất thời gian nên bọn mình sẽ phải chờ khoảng 10-15 phút để thức ăn được chín. It will take around 10 to 15 minutes to get the food well done. And they put sauce, chili sauce, together with the chicken and rice cake, some cabbage. Món này bao gồm là thịt gà, rau cải, cộng với bánh gạo của Hàn Quốc và tương ớt lên màu rất là đẹp. It takes time to stir the fruit to get it well done. Bọn mình phải đảo rất là nhiều để thức ăn chín kỹ. Món này đặc sản Nam Ninh. And now we put some rice with kim together. Bọn mình trộn thêm một ít cơm trắng và cái lá kim đã thái sẵn. Bây giờ thì nó khá là chín rồi. So now it's likely almost well done. But we need to cook some more minutes to make sure. Nhưng bọn mình vẫn cố nấu thêm mấy phút nữa để đảm bảo thức ăn nó thực sự chín. Bởi vì đi du lịch nếu mà mình có cái vấn đề về tiêu hóa thì sẽ rất là khổ. Because we are always afraid of having problem with some kind of food poisoning. We put some more kim. Bọn mình cho thêm một ít lá kim nữa. Cái mùi của cái lá này nếu mà ai không ăn được thì nó không ngon lắm. Nhưng mà bên bàn của mình thì đa phần là những người ăn được nên là bọn mình rất là khoái. We all love kim, so we put some more and serve with the rice, chicken, rice cake and vegetable. So now it's likely well cooked. Bây giờ thức ăn có vẻ cũng khá là chín rồi. Làm món này phải chờ đợi cũng không khác gì mầm đá mấy bởi vì bọn mình đang rất là đói. I think it's worth waiting for the food to be well done because we all are starving. Bên này luôn đi. So let's try one spoon first. Để bọn mình thử cái miếng gà xem là nó ok chưa. Cơm thì khá là dính vào chảo rồi thì có lẽ là bọn mình chuẩn bị ăn thôi. Maybe we will serve now because the rice gets stick to the pan. Okay, give me some food. Voila. Yummy, yummy. Trông có vẻ rất là ngon.
Các bạn nhìn kim chi không? You see kim chi? And miyok cook. Và canh miyok nữa. Đó, sau khi bọn mình ăn một hồi thì nó còn thế này. After eating, then there's only the pan left. So now we move to the island, so we need to queue and get some kind of immigration. Ở đây thì bọn mình phải chờ và phải check vé qua cổng. Khung cảnh rất là bình dị, rất là đáng yêu. So very cute snowman, woman together. The cherry does look like an image, not the tree real tree. And we depart for the ferry. Và bây giờ thì chúng mình lên phà. Vietnamese flag. Đây là cờ của Việt Nam. I need to take photo with this one. Vẫy lại, vẫy đi. Vẫy tay cái xem nào. Bọn mình sẽ ổn định chỗ ngồi và bắt đầu đi ra đảo. We will sit down and then sit or stand. It's depend on you because there's space there. If you want to see the landscape, you can stand and move. Bọn mình sẽ ngồi hoặc cũng tùy người, ai muốn ngắm cảnh thì có thể đứng. Và bọn mình sẽ ra đảo bây giờ. Các bạn hãy chờ xem phong cảnh ở ngoài đảo nhé. So we will move to the islands now. Tưởng nó không có cục ao mà nó còn đang có viên thải của người.
chê. Hưng lên rồi, Thượng lên rồi, Hồng kia, Hồng kia, Hồng kia. We returned from Nami Island, and I hope to come here one more time in autumn, because I went here already in winter. And see you next time with a new video for autumn in Nami. Bye bye! Mình trở về đất liền rồi và bây giờ mình chuẩn bị đi tiếp. Xin chào các bạn, mình hẹn gặp lại các bạn vào một video tiếp theo. Bye bye!